xin trân trọng giới thiệu với cả lớp về thăm trường và dự tiết học của chúng ta ngày hôm nay có các cô bác đại biểu và các thầy cô giáo trong toàn thành phố. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin mời các em ngồi xuống. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ. Tiết học ngày hôm trước, các em đã tìm hiểu về cốt truyện. Vậy bạn nào có thể cho cô biết thế nào là cốt truyện? Cô mời Minh. Em thưa cô, cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nằm cốt cho diễn biến của truyện ạ. Vậy cốt truyện thường có mấy phần? Cô mời Châu Anh. Em thưa cô, cốt truyện thường có 3 phần, đó là phần mở đầu, diễn biến và kết thúc ạ. Nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời Phương. Em thưa cô, em thấy bạn trả lời đúng rồi. Cốt truyện thường có 3 phần, đó là phần mở đầu, diễn biến và kết thúc ạ. Cô cũng rất nhất trí với ý kiến của các em và cô thấy lớp mình nắm bài rất tốt. Cô khen cả lớp mình nào. Các em ạ, để phát triển cốt truyện thành một câu chuyện hay, hấp dẫn người nghe thì cô cùng chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua bài tập làm văn, luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện. Cả lớp chú ý. Nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay gồm 2 nội dung. Cô cùng các em sẽ đi vào nội dung thứ nhất qua bài tập số 1. Cả lớp đọc thầm và xác định yêu cầu bài 1. Nêu yêu cầu bài 1. Cô mời Trần Trang. Em thưa cô, yêu cầu bài 1 là dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện ba lưỡi rìu. Cảm ơn em. Các em hãy quan sát 6 bức tranh và đọc thầm lời kể dưới tranh. Các em hãy cho cô biết bức tranh nào ứng với sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc. Cô mời Minh. Em thưa cô, bức tranh 1 ứng với sự việc mở đầu, bức tranh 2, 3, 4, 5 ứng với sự việc diễn biến, còn bức tranh 6 là ứng với sự việc kết thúc ạ. Cô muốn nghe ý kiến bạn khác. Cô mời Mai Linh. Em thưa cô, sự việc mở đầu là bức tranh thứ nhất, sự việc diễn biến là bức tranh 2, 3, 4, 5, còn sự việc kết thúc là bức tranh 6 ạ. Cảm ơn em, cô cũng rất nhất trí với ý kiến của các em. Bây giờ, các em hãy thảo luận nhóm đôi, thực hiện yêu cầu bài 1 trong thời gian 3 phút. Em hãy nói to hơn một chút để bạn nghe rõ nhất. Thời gian đã hết. Trước khi nghe các nhóm trình bày, các em hãy chú ý lắng nghe xem nhóm các bạn đã kể đúng cốt truyện chưa nhé. Cô mời đại diện nhóm bạn Thái Sơn. Em
thưa cô, em kể. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một chàng tiều phu làm nghề đốn củi. Một hôm, chàng đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. Bỗng từ dưới nước hiện lên, có một cụ già và hứa sẽ vớt giúp. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, chàng không nhận. Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc, chàng trai xua tay từ chối. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt, chàng mới nhận đó là lưỡi rìu của mình. Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng cho chàng cả ba lưỡi rìu. Cảm ơn em. Em thấy bạn kể thế nào? Cô mời Quang. Em thưa cô, em thấy bạn kể đúng nội dung rồi ạ. Cô muốn nghe ý kiến bạn Ngọc. Em thưa cô, em thấy bạn kể hay rồi ạ. Em bạn đúng nội dung, đúng trình tự rồi ạ. Cảm ơn em. Cô muốn nghe phần trình bày của nhóm khác. Cô mời bạn Minh. Xin phép cô em kể cốt truyện ba lưỡi rìu. Ngày xưa có một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu của chàng bị văng xuống sông. Một cụ già hiện ra và hứa sẽ vớt giúp. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, chàng xua tay từ chối. Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc, chàng vẫn không nhận. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt, chàng nhận ngay ra đó chính là lưỡi rìu của mình. Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu. Em thấy phần kể của bạn Minh như thế nào? Cô mời Châu Anh. Em thưa cô, em thấy bạn kể đúng nội dung cốt truyện, đúng trình tự và lời kể rõ ràng ạ. Cảm ơn Châu Anh. Cô mời bạn khác. Cô muốn nghe ý kiến của Sơn. Em thưa cô, em kể. Trước khi... Sơn muốn chia sẻ phần kể của mình cho cả lớp đúng không? Vâng ạ. Thì Sơn có thể, trước khi Sơn kể thì Sơn có thể nhận xét xem phần kể của bạn Minh như thế nào không? Dạ có ạ. Em thưa cô, em thấy bạn kể đúng nội dung, đúng trình tự của cốt truyện rồi ạ. Rồi, cô mời Sơn chia sẻ phần kể của mình. Em thưa cô, em kể. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một chàng tiểu phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. Chàng liền buồn rầu, bỗng một cụ già hiện ra và hứa sẽ vớt giúp. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, nhưng chàng trai lại không nhận. Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc, chàng vẫn xua tay từ chối. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt, chàng vui mừng reo lên và nhận ngay đó là lưỡi rìu của mình. Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng cho chàng cả ba lưỡi rìu. Các bạn vừa nghe tớ kể xong cốt truyện ba lưỡi rìu, tớ mời một bạn nhận xét. Tớ mời bạn Mai Phương. Tớ thấy bạn không những kể đúng nội dung cốt truyện mà còn sáng tạo trong cách dùng từ và thể hiện ngữ điệu. Tớ cảm ơn bạn. Vậy các bạn cho tớ biết trong cốt truyện này có những nhân vật nào? Tớ mời bạn Đức Quang. Theo tớ, trong cốt truyện ba lưỡi rìu có hai nhân vật là chàng tiều phu và ông cụ. Tớ cảm ơn bạn. Vậy bạn hiểu thế nào là tiều phu? Tớ mời bạn Minh. Theo tớ, tiều phu là người đàn ông kiếm củi trong rừng. Tớ cảm ơn bạn. Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không tặng cho các bạn một tràng vỗ tay. Cô thấy các em đã nắm cốt truyện ba lưỡi rìu rất tốt. Không những vậy, các em còn mạnh dạn tự tin chia sẻ những thắc mắc của mình để cùng nhau giải đáp. Cô hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục phát huy những năng lực đó nhé. Vậy, theo các em, trong cốt truyện ba lưỡi rìu, nội dung của phần mở đầu là gì? Cô mời Uyên. Em thưa cô, nội dung của phần mở đầu là giới thiệu về hoàn cảnh của anh tiểu phu ạ. Cảm ơn em. Diễn biến có nội dung gì? Cô mời Băng. Em thưa cô, diễn biến có nội dung là chàng trai được một ông cụ vớt giúp chứ gì ạ. Kết thúc có nội dung gì? Cô mời Hải. Em thưa cô. Em thưa cô, kết thúc có nội dung là tính cách của chàng tiều phu được thưởng xứng đáng ạ. Em có thể đọc lại nội dung của ba phần. Em thưa cô, em đọc mở đầu giới thiệu về hoàn cảnh của anh tiểu phu, diễn biến anh tiểu phu được ông cụ giúp lấy lại mấy chiếc rìu, kết thúc việc làm của anh tiểu phu được tặng thưởng xứng đáng. Cảm ơn em.
cô thấy các em đã kể cốt truyện rất tốt. Để phát triển cốt truyện đó thành từng đoạn văn kể chuyện thì cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu vào bài tập số 2. Cả lớp hãy đọc thầm nội dung bài 2. Nêu cho cô yêu cầu bài 2. Mời Giang. Em thưa cô, yêu cầu bài 2 là phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện. Cảm ơn em. Một bạn đọc to cho cô phần chú ý A. Cô mời Hà Anh. Em thưa cô, em đọc. Chú ý A, hình dung đầy đủ diễn biến trong mỗi đoạn. Các nhân vật làm gì, các nhân vật nói gì. Vậy bây giờ các em cho cô biết nhỉ. Các em hãy quan sát bức tranh số 1 và các em hãy cho cô biết anh Tiều Phu đang làm gì. Cô mời Phương. Thưa cô, anh Tiều Phu đang đốn củi ạ. Vậy khi lưỡi diều của anh bị văng xuống sông thì tâm trạng lúc đó của anh như thế nào nhỉ? Cô mời Hà Linh. Thưa cô, khi lưỡi diều của anh bị văng xuống sông, tâm trạng của anh rất là buồn ạ. Rất tốt. Ở bức tranh số 2, khi ông cụ hiện lên thì em hãy tưởng tượng xem anh Tiều Phu sẽ nói gì với ông cụ. Cô mời Trâm Anh. Em thưa cô, ở bức tranh số 2, khi ông cụ... Em hãy bình tĩnh nào. Khi ông cụ hiện lên thì em hãy tưởng tượng xem anh Tiều Phu sẽ nói gì với ông cụ. Em thưa cô, khi ông cụ hiện lên thì anh chàng Tiều Phu nói với ông cụ rằng: cụ ơi, gia tài của con chỉ có mỗi chiếc rìu, bây giờ nó mất thì con biết sống làm sao bây giờ. Lớp hãy tặng cho bạn Trâm Anh một tràng vỗ tay để bạn bình tĩnh hơn nào. Cô muốn nghe một cách tưởng tượng khác. Cô mời Ánh. Em thưa cô là khi ông cụ hiện ra thì anh Tiểu Phu nói: thưa cụ, con đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông, bây giờ con không có rìu thì sao con kiếm sống được đây. Rất hay. Vậy khi vớt lên lưỡi diều bằng vàng và lưỡi diều bằng bạc thì các em hãy tưởng tượng xem tâm trạng của anh Tiểu Phu lúc đó như thế nào nhỉ. Cô mời Ngọc. Cô, lúc đấy anh Tiểu Phu rất là thất vọng vì cả hai lần cụ đều không vớt lên lưỡi diều của anh ạ. Cảm ơn em. Thế khi mà ông cụ vớt lên lưỡi diều bằng sắt thì sao? Cô mời Sơn. Em thưa cô, khi ông cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt, tâm trạng của chàng trai là vui mừng ạ. Cô muốn nghe ý kiến khác. Cô mời Hải. Em thưa cô, lúc ông cụ vớt lên lưỡi rìu bằng sắt, thái độ của anh Tiểu Phu là... Tâm trạng của anh Tiểu Phu rất là phấn khởi ạ. Cảm ơn em. Các em thấy rằng khi chúng ta miêu tả tâm trạng của anh Tiều Phu, chúng ta sẽ có rất nhiều cách để miêu tả đúng không nhỉ? Vậy các em hãy lựa chọn để sao cho phù hợp với đoạn văn của mình nhé. Một bạn đọc to cho cô phần chú ý B. Cô mời Châu Anh. Chú ý B, miêu tả ngoại hình của các nhân vật: lưỡi rìu bằng vàng, bằng bạc, bằng sắt. Cảm ơn em. Để miêu tả ngoại hình của anh Tiều Phu, các em sẽ sử dụng từ ngữ nào? Cô mời Minh. Em yêu cô, để miêu tả thân hình của anh Tiều Phu, em sẽ dùng từ cơ bắp cuồn cuộn để tả ngoại hình của anh Tiều Phu ạ. Bạn khác thì sao? Cô mời Hưng. Em thưa cô, để tả hình dáng của anh Tiều Phu, em sẽ tả anh Tiều Phu cơ bắp cuồn cuộn và có nước da ngăm đen ạ. Cảm ơn em. Vậy khi miêu tả ngoại hình của ông cụ ở bức tranh số 2, các em sẽ sử dụng từ ngữ nào nhỉ? Cô Mai An. Thưa cô, em sẽ sử dụng từ râu tóc bạc phơ để kể
để nói về ông cụ. Miêu tả. Để miêu tả về ông cụ. Cảm ơn em. Cô muốn nghe ý kiến của bạn Trần Trang nhé. Em thưa cô, em sẽ tả ông cụ. Râu của ông cụ trắng như cước. Để tả ông cụ trong bức tranh số 2 ạ. Cảm ơn em. Cô thấy các em có rất nhiều các từ ngữ và các cách miêu tả khác nhau để miêu tả về ngoại hình của nhân vật. Đúng rồi đấy các em ạ. Khi miêu tả ngoại hình, tính cách của nhân vật, các em hãy lựa chọn các từ ngữ sao cho phù hợp với tính cách của nhân vật để đoạn văn của các em trở nên hay hơn và sáng tạo hơn nhé. Bây giờ, qua phần gợi ý vừa rồi, bằng khả năng và sự sáng tạo của các em hãy chọn một số bức tranh để phát triển thành đoạn văn kể chuyện trong thời gian 10 phút. Lớp chúng mình ngồi đẹp để viết bài nhé. Em chú ý cách diễn đạt. Chú ý viết đúng chính tả. Em chọn bức tranh số mấy để viết? Em chọn bức tranh số 1. Em hãy tưởng tượng xem thân hình của anh như thế nào. Em nhìn này. Thân hình của anh, em hãy miêu tả về ngoại hình của anh này, được chưa? Sau đấy, em sẽ em nhìn lên lưu trình nói camera đúng không nhỉ? Vậy em sẽ xem tâm trạng của anh khi lưu trình bị bật ra như thế nào. Thank you.
Ngồi thẳng lưng lên nhé. Sơn ngồi thẳng lưng lên nhé. Em viết xong chưa? Em hãy đọc lại đoạn văn của mình nhé. Bạn nào đã viết xong rồi thì chúng ta hãy ngồi đọc lại bài nhé. Thời gian đã hết. Trước khi nghe các bạn trình bày, cả lớp chú ý lên màn hình để chúng ta cùng quan sát tiêu chí nhận xét. Một bạn đọc to cho cô tiêu chí. Cô Mai Hải Sơn. Em thưa cô, em đọc tiêu chí nhận xét. Đảm bảo nội dung trình tự các sự việc. Sử dụng từ ngữ phù hợp, câu văn diễn đạt rõ ý, có sự sáng tạo. Cảm ơn em. Qua đi quan sát, cô thấy lớp chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Và bây giờ chúng ta hãy quan sát lên màn hình để xem mình học tập được gì từ bài của bạn nhé. Cô mời bài của bạn Như Ngọc. Cô mời bạn Như Ngọc đọc to bài của mình.
Em thưa cô, em đọc. Ngày xưa có một chàng tiểu phu nghèo sống ở sau một ngọn núi. Chàng trai mồ côi từ nhỏ, tài sản duy nhất của chàng là một chiếc rìu sắt. Chàng tiểu phu ấy rất thật thà, trung thực, thân hình của chàng cao to, cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn như một tráng sĩ. Một hôm anh đang đốn củi thì không may rỗ rìu của anh bị văng xuống sông, bị đứt xuống sông. Anh chàng rất hoảng hốt, anh ngồi xuống gốc cây và than: "Ôi trời ơi, mất lỡ rìu này rồi thì làm sao mà tôi sống được đây?" Em có nhận xét gì về đoạn văn của bạn? Cô mời Nguyệt Anh. Em thưa cô, em thấy bài làm của bạn, đoạn văn của bạn đã viết đúng nội dung, đúng trình tự. Bạn đã biết miêu tả ngoại hình của anh tiểu phu, nhưng ở câu 2 và câu 3 bạn còn lặp từ chàng trai, nên em sửa cho bạn từ chàng trai bằng từ anh. Chàng trai mồ côi từ nhỏ, tài sản duy nhất của anh là một chiếc rìu sắt. Cảm ơn em. Một phát hiện rất tinh đúng không cả lớp? Cô mời ý kiến khác. Cô mời bạn Giang. Em thưa cô, em rất thích bài viết của bạn, bởi vì là bạn đã biết cách đưa lời thoại của nhân vật vào trong bài viết. Nhưng em thấy trong câu "Một hôm anh đang đốn củi" thì em thấy bạn dùng dấu chấm ở đây là chưa phù hợp. Em nghĩ bạn nên bỏ dấu chấm đi. Và tiếp theo là từ đứt, thì em nghĩ bạn nên thay từ đứt bằng từ văng. Một hôm anh đang đốn củi thì không may lưỡi rìu của anh bị văng xuống sông. Bạn Như Ngọc có đồng ý với ý kiến của các bạn không? Em thưa cô, em rất đồng ý với ý kiến của các bạn ạ. Cô khen cả lớp chúng ta vì ngày hôm nay không những các em biết nhận xét bài của bạn mà các em còn biết sửa lỗi cho bạn để bài của bạn Như Ngọc được tốt hơn, đúng không nhở? Cô khen cả lớp mình. Ai muốn chia sẻ đoạn văn của mình trước lớp? Cô mời Trâm Anh. Cô mời Trâm Anh đọc to bài của mình. Em cho cô em đọc. Đột nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ, dáng vẻ hiền từ hiện ra kế bên chàng trai, hỏi vì sao còn khóc. Chàng trai buồn bã thưa: "Cụ ơi, con biết làm thế nào bây giờ? Gia tài của con là chiếc rìu sắt bố mẹ để lại, này nó mất, con lấy gì để kiếm sống đây?" Nghe xong, cụ già nói: "Tưởng chuyện gì lớn, ta sẽ vớt giúp con." Nói rồi cụ già lặn xuống nước. Một lúc sau, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, sáng óng ánh như tia nắng mặt trời. Cụ hỏi: "Đây có phải lưỡi rìu của con không?" Chàng trai xua tay và nói: "Đó không phải lưỡi rìu của con, cụ ạ." Lần thứ hai, cụ già vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc, sáng lấp lánh như những vì sao. Chàng vẫn lắc đầu và không nhận đó là lưỡi rìu của mình. Cảm ơn em. Cô đố lớp mình nhé. Bạn Trâm Anh đã chọn phần nào để viết đoạn văn? Cô mời Băng. Em thưa cô, bạn Trâm Anh đã chọn đó, em thưa cô, bạn Trâm Anh đã chọn đoạn 2, 3 và 4 để viết đoạn văn ạ. Bạn Trâm Anh đã chọn bức tranh 2 nhé. Bức tranh. Em có thể nhắc lại. Em thưa cô, bạn Trâm Anh đã chọn bức tranh 2, 3, 4 để viết đoạn văn ạ. Vậy bức tranh 2, 3, 4, 5 ở phần nào? Em thưa cô, bức tranh 2, 3, 4 nằm ở phần diễn biến ạ. Rất tốt, cảm ơn em. Các em hãy quan sát bài của bạn Trâm Anh và xem mình học tập được gì từ bài của bạn. Cô mời bạn Thái Sơn.
Em thưa cô, em thấy bài viết của bạn rất có sáng tạo và bạn đã đưa lời thoại của nhân vật vào trong đoạn văn ạ. Cảm ơn em. Và em muốn sửa cho bạn một chút ở câu "Đây có phải lưỡi rìu của con không?" thì bạn không viết dấu chấm mà bạn phải viết dấu hỏi chấm ạ. Vì sao nhỉ? Bởi vì đấy là câu hỏi của cụ già. Một phát hiện rất tinh đúng không cả lớp? Cô muốn nghe ý kiến khác. Cô mời Minh. Em thưa cô, em thấy bài viết, em thấy đoạn văn của bạn rất sáng tạo ở hai câu, ông cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, sáng óng ánh như tia nắng mặt trời, và câu cụ già vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc, sáng lấp lánh như những vì sao ạ. Cảm ơn em. Đây chính là những câu văn rất hay trong bài của bạn Trâm Anh đúng không cả lớp? Chúng mình hãy học tập nhé. Bạn nào có ý kiến khác nữa không? Các em chú ý nhé. Cô mời Ngọc. Thưa cô, em thấy bài văn của bạn đã rất có sáng tạo trong việc bạn đã đưa được lời thoại của nhân vật vào trong đoạn văn của mình. Nhưng mà em có một chút lỗi lên sửa cho bạn là trong câu "Đột nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ, dáng vẻ hiền từ hiện ra kế bên chàng trai", em muốn sửa cho bạn chữ "râu" bạn viết thành giờ phụ âm đầu. Phụ âm đầu ạ. Em sửa phụ âm đầu thành gì? Em sửa phụ âm đầu thành R ạ. R. R ạ. Rồi. Rất chính xác. Cô cũng rất đồng tình với ý kiến của các em. Và ngày hôm nay cô khen bạn Trâm Anh và các bạn khác trong lớp vì bạn Trâm Anh đã biết chia sẻ bài của mình và các bạn khác cũng biết đóng góp những ý kiến để góp ý cho bài của bạn Trâm Anh được tốt hơn đúng không cả lớp. Cô hy vọng rằng bạn Trâm Anh sẽ tự tin hơn và sẽ cố gắng hơn nhiều nhé. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Ở trong phần diễn biến, bạn nào chọn bức tranh số 5 để phát triển thành đoạn văn? Cô mời Phương. Cô mượn bài Phương một chút nhé. Cô mời Phương đọc to bài của mình. Thưa cô, em đọc. Thoát cái, ông cụ nặn xuống sông, dòng nước lững lờ trôi như không có gì xảy ra. Một lát, chàng thẫn thờ nhìn theo dòng sông. Một lát sau, mặt nước rẽ làm đôi, ông cụ hiện ra và trên tay ông cầm một lưỡi rìu sắt cũ kỹ nhưng vẫn sắc bén. Cụ hỏi, đây đúng là lưỡi rìu của con rồi chứ? Chàng trai mừng rỡ reo lên. Chàng trai vui mừng reo lên, đó đúng là lưỡi rìu của con rồi, cụ ơi. Trang đọc đúng, Trang cố gắng đọc đúng với bài của mình nhé. Chàng trai mừng rỡ reo lên. Cảm ơn em. Các em có nhận xét gì về đoạn văn của bạn Trang? Cô mời Mai Linh. Em thưa cô, em thấy bài văn của bạn rất hay vì đã có lời nói của nhân vật vào trong đoạn văn. Nhưng em sửa cho bạn trong câu "Thoát cái, ông cụ lặn xuống sông", bạn viết sai chính tả từ "nặn". Bạn phải âm đầu, bạn phải viết là R. L. L. Rồi, cảm ơn em. Bạn Mai Linh cũng phát hiện một ý rất là chính xác đúng không cả lớp? Còn bạn nào có ý kiến khác không? Cô thấy ngày hôm nay bạn Trang bạn đã cố rất cố gắng so với những tiết học trước đúng không cả lớp? Cả lớp hãy động viên bạn nào. Hy vọng rằng Trang sẽ cố gắng hơn trong những tiết học sau nhé. Trong quá trình đi quan sát, cô thấy bài của một bạn có rất nhiều điều thú vị và cô muốn chia sẻ bài của bạn ấy cho cả lớp mình.
cô mượn bài của Phú Vinh nhé. Cô mời Phú Vinh đọc to bài của mình. Em thưa cô, em đọc. Cụ già mỉm cười, xoa đầu chàng trai và nói: Con là một người trung thực và thật thà, đức tính này thật đáng quý. Ta sẽ tặng cho con cả ba nỗi dìu. Chàng trai chắp tay và nói: Cháu cảm ơn cụ ạ. Anh mang cả ba nỗi dìu về. Từ đó anh trở thành người giàu có nhất trong làng. Cảm ơn Phú Vinh. Các em thấy bài của bạn Phú Vinh có điều gì thú vị nhỉ? Cô mời Mai Phương. Em thưa cô, em thấy bạn tưởng tượng ra kết thúc của đoạn 6 rất là hay ạ. Một phát hiện rất tinh đúng không cả lớp? Cô muốn nghe một ý kiến của bạn Huỳnh Đức nhé. Em thưa cô, em thấy bạn đưa lời nói của ông cụ vào ngoặc kép. Em thấy bạn phải đưa lời nói của nhân vật đằng sau gạch đầu dòng. Tại sao nhỉ? Tại vì đây là bạn xuống dòng, bạn lại viết ngoặc kép. Cảm ơn em. Bạn Đức giải ý hiểu bạn Đức, bạn ấy hiểu rất là đúng đấy, nhưng mà bạn ấy giải thích thì chưa được rõ ràng. Nhưng cô giúp bạn Đức giải thích lại chỗ đấy một chút nhé. Đây là lời đối thoại trực tiếp giữa hai nhân vật, nên chúng ta cần phải đưa lời thoại bằng xuống dòng và gạch đầu dòng. Còn bạn nào có ý kiến khác không? Các em chú ý nhé. Có bạn nào có phát hiện khác? Các em chú ý vào câu này. Chàng trai chắp tay và nói. À, cô mời Băng. Em thưa cô, sau lời nói thì bạn sẽ không được viết cái hành động của người khác vào sau cái lời nói của ông cụ ạ. Mà em sửa lại cho bạn. Em sửa, chàng trai chắp tay và nói thì phải bạn phải xuống dòng ạ. Một phát hiện vô cùng chính xác. Cô thấy các em đã xây dựng đoạn văn rất là đúng cốt truyện và có sự sáng tạo trong đoạn văn của mình. Và các em đã biết cách nhận xét bạn một cách rất tinh tường. Bây giờ, dựa vào các tiêu chí trên, các em hãy chữa bài cho nhau theo nhóm 4, bình chọn ra bài hay nhất trong thời gian 3 phút. Như Ngọc. Châm Anh. Vợ của con. Thần Trang. Em hãy chú ý xem phần này bạn đã viết đúng chính tả chưa? Nhóm của Ngọc Bình chọn bạn nào nhỉ? Nhóm của An Bình chọn bạn nào? Nhóm của Vinh bình chọn ai? Nhóm của Vinh bình chọn bạn nào?
Nhóm của băng mình chọn ai? Nhóm em mình chọn bạn nào nhỉ? Nhóm của Quang đã bình chọn được bạn chưa? Nhóm của Châu Anh đã bình chọn ra bài hay chưa? Em bình chọn bạn nào? Nhóm em bình chọn bạn nào? À, Giang. Nhóm này rất tích cực đúng không nhỉ? Vậy các em đã bình chọn ra bài hay nhất chưa? Nhóm em bình chọn bài nào? À, bạn Sơn. Nhóm Quỳnh Trang đã bình chọn ra bài hay nhất chưa? Em mình chọn bài nào? Nhóm em mình chọn bài nào? Đào Sơn. Đúng rồi, câu nói này thì chúng ta phải xuống dòng gạch đầu rồi xong, vì đây là lời đối thoại trực tiếp giữa hai nhân vật đúng không nhỉ? Vậy nhóm các em đã bình chọn ra bài của bạn nào? Bạn Uyên. Tôi thấy bạn đã trả lời rất là sai. Thời gian đã hết. Cô thấy lớp chúng mình hôm nay thảo luận nhóm rất tích cực và các bạn tương tác với nhau rất tốt đúng không nhỉ? Cô mời đại diện một nhóm trình bày. Phần mở đầu cô mời nhóm bạn Mai Phương. Phần diễn biến cô mời nhóm bạn Thái Sơn. Và phần kết thúc cô mời nhóm bạn Hà Linh. Thưa cô em đọc. Ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một chàng tiểu phu làm nghề đốn củi trong rừng. Nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, anh chỉ có một chiếc rìu để kiếm sống. Chàng trai ấy có một thân hình cường tráng, khỏe mạnh, tính tình thật thà, ngay thẳng. Như mọi ngày, anh vẫn vào rừng đốn củi cùng chiếc rìu thân thương, thì bỗng nhiên lưỡi rìu bị văng xuống sông. Nhìn dòng sông chảy xiết, anh tiểu phu buồn bã, than thở. Ôi, lưỡi rìu của tôi, bây giờ mình biết lấy gì mà kiếm sống đây? Đúng lúc đó, một cụ già râu tóc bạc phơ hiện ra kế bên chàng trai. Trông khuôn mặt cụ thật là phúc hậu, cụ hỏi chàng trai, sao con buồn thế? Sau khi nghe chàng kể lại sự việc, ông cụ cười hiền từ và hứa, ta sẽ giúp con lấy lại lưỡi rìu. Nói xong, cụ già biến mất. Một lúc sau, cụ xuất hiện và đưa cho chàng trai một lưỡi rìu. Lưỡi rìu vàng rực, tỏa ra một vầng sáng lung linh. Cụ bảo, đây là lưỡi rìu của con phải không? Chàng trai buồn bã thưa, thưa cụ, không phải của con ạ. Nghe vậy, ông cụ lại biến mất. Lần thứ hai quay lại, trên tay là một lưỡi rìu bằng bạc, tỏa ra một vầng sáng lấp lánh. Cụ hỏi, lưỡi rìu này đúng là của con rồi chứ? Vẻ mặt buồn rầu, chàng trai đáp, lưỡi rìu của con không đẹp thế này ạ. Ông lão cười rồi lại lặn xuống dòng sông chảy xiết. Lần này, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt màu đen đã cũ. Cụ già hỏi, lưỡi rìu này đã đúng là của con chưa? Vẻ mặt rạng ngời, chàng trai mừng rỡ đáp, thưa cụ, đây mới đúng là lưỡi rìu của con cảm ơn cụ ạ. Nghe chàng trai nói, cụ mỉm cười, xoa đầu chàng trai. Con đúng là một người thật thà, ta sẽ tặng cho con cả ba lưỡi rìu. Chàng liền đáp, con cảm ơn cụ ạ, con sẽ nhớ ơn của cụ. Ngay sau đó, cụ già đã biến mất. Lúc này, chàng trai mới biết mình đã được ông Bụt Hiện lên giúp đỡ. Chàng đã đem lưỡi rìu vàng và bạc đi bán lấy tiền và chia cho người dân trong làng. Từ đó, ai cũng được sống ấm no, hạnh phúc. Quá hay phải không các em? Vậy trong câu chuyện ba lưỡi rìu, các em thích nhân vật nào? Cô mời em. Các em thích nhân vật anh Tiểu Phu ạ. Bởi vì anh Tiểu Phu có một đức tính rất là trung thực ạ. Cảm ơn em. Bạn khác? Cô mời Ngọc. Em
Thưa cô, em rất thích ông Bụt vì ông Bụt có rất nhiều phép màu để giúp mọi người ạ. Cảm ơn em. Vậy nếu được đóng vai là nhân vật, em sẽ chọn nhân vật nào để đóng vai? Cô mời Băng. Em thưa cô, nếu được đóng vai nhân vật, em sẽ chọn vai ông Bụt để đóng vai vì ông có rất là nhiều phép màu để giúp đỡ mọi người ạ. Cảm ơn Băng. Cô muốn nghe ý kiến của Sơn. Em thưa cô, em muốn đóng vai nhân vật chàng tiểu phu vì chàng có một đức tính trung thực và thật thà. Em nghĩ ai cũng phải có đức tính đó. Cảm ơn em. Đúng rồi các em ạ. Đức tính trung thực sẽ giúp chúng ta sẽ mang lại được nhiều món quà bất ngờ trong cuộc sống. Không những vậy, lòng trung thực sẽ giúp ta đạt được những điều tốt đẹp và được mọi người yêu quý và tin tưởng. Bây giờ, cô cho các em một chút thời gian để các em ngồi lại xem mình đã đạt được gì trong tiết học ngày hôm nay nhé. Hà Linh nào? Em thưa cô, em thấy hôm nay em đã biết rằng mình đã tự tin hơn trong học tập với các cô và các bạn ạ. Cảm ơn Linh. Cô muốn nghe ý kiến khác. Cô mời Minh. Em thưa cô, qua bài học ngày hôm nay, em có thể biến những câu văn bình thường trở thành những câu văn có sáng tạo ạ. Cảm ơn Minh. Cô muốn nghe ý kiến của Trần Trang nào. Em thưa cô, qua bài học ngày hôm nay, em đã biết xây dựng một đoạn văn kể chuyện ạ. Xin chúc mừng tất cả các em, đây là kết quả rất tốt của tiết học ngày hôm nay. Về nhà, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành các đoạn văn và tập kể thật hay cho mọi người nghe nhé. Tiết học của chúng ta ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn các thầy cô và các em học sinh. Cảm ơn cả lớp mình nhé. Của học sinh dành cho cô giáo. Và xin được chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Bích Ngọc và các em học sinh của lớp 4A3 trường tiểu học Đằng Hải đã thực hiện xong tiết dạy.